À đây 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 đây, nhảy được cái này. Ok, cái style của mình là cute chứ phải là ngầu. Nhìn đi ăn thế. Nếu mà chơi dở thì mai sẽ chơi tiếp với game này. Game này là game giải đố kinh dị đúng không? Cái cốt truyện của game này là gì? Giống như kiểu buôn bán người vậy. Nhìn nó chiêu chiêu ấy. Làm nào, làm nào. Nôm na nó đang chạy trốn khỏi một... À ừ rồi. Mẹ thấy chắc chắn nó phải làm điều gì đấy rồi. Ôi rơi cao thế á. Vẽ trưởng rơi cao thế là mình sợ rồi đấy. Từ từ nó phải có cái gì ở đây hả? Ờ đó. Rồi, 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 rồi. Hey you. I'm here. Ui chó, chó. Mày bị điên rồi, con chó kìa. Ui, chạy nhanh lên đi mày. Ui. Nếu giật cả mình ghê đấy, chịu được. Ui, mình sợ nhất chó rồi, mình bị chó cắn 2 lần, chó dại luôn ý. Ghê lắm. Sợ nhất chó thì mẹ nó sủa khi bố mẹ. Từ từ này anh bạn. Thôi nó nhìn thấy rồi. Nó nhìn thấy rồi, con chó kia. Ai ôi, trốn. Ai trốn thế nhỉ? Bắn vào đít rồi. Trốn thế tuổi. Ui chết mẹ. Nó đúng là nó canh canh mình rồi. Con người chú cái này tí chú gửi nó hoa nha. Ở chạy đi, chạy đi em ơi, chạy nhanh đi em ơi. Ôi thôi thấy mẹ tao rồi. Ủa nó gì cũng nước luôn ý. Ôi rồi cứ thao ấy. Rồi đấy rồi nữa đấy. Ô kìa tiền sao, sao tao qua được, bắn nhanh quá. Rồi nữa à? Ui rồi. Ui cho nó rồi. Ui thì thấy mẹ tao rồi. Thật sự luôn ấy, kịch tính vậy luôn. Thôi bơi nhẹ nhàng thôi em ơi. Bé tí sẽ biết bơi nhỉ? Mình chưa biết bơi.
Ui, chết bao nhiêu lợn này? Nó cứ chạy thế này thôi hả? Chạy thế này đến bao giờ? Nó phải có một cái cửa cho cổng gì đấy nó mới 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 gọi là ấy chứ. Bây giờ cứ chạy, ui, tưởng ngã nữa, cửa hay cổng gì đấy nó cứ chạy thẳng này, làm sao mà biết được cái chỗ nào là cái chỗ mà cần phải chết? Ông không biết chuyện thế à hả? Game kiểu đi ngang này hả? Ô, mấy con gà con, nhìn xinh nhỉ, lợn này, ui, xác lợn. Mở cửa nào em yêu. Không đẩy được hả? À đây 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 đây, game hay lắm, cứ chơi đi. À đây 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 đây. Ôi, lại đơn giản quá. Bây giờ bình tĩnh bình tĩnh, dưới này sẽ có một cạm bẫy nào đấy. Ui, của người vàng thế. Máy phát điện, máy phát điện. Dạ, cố lên, lên, lên đi em yêu. Giống kiểu tạo ra một cái khối đất ở đây để mình nhảy qua tường lắm, đúng không? À, gà con, gà con. Sao tự nhiên lại cho gà con vào đây nhỉ? Phun gà ra bây giờ. Phun gà ra bây giờ, phun rất là nhiều gà. Rồi, úi dồi ôi, mẹ. Phun mà thấy thương mấy con gà luôn ấy. May mà chúng nó không chết ấy. Chứ thấy thương với con gà ấy. Đấy là phải nhảy mạnh một cái. Đấy thì mình sẽ không chết. Thương thương nhỉ. Đã mưa gió lại còn rét mưa lại trốn khỏi cái chỗ này nữa. Cái gì ấy? Cái gì vậy? Con lợn này có con lợn này nó sống. Vãi cả trường. Tao xin mày đấy. Oh my god. Lại đây em yêu, lại đây đi, tao không làm gì mày đâu. Ui, cái thằng kia nó rơi rồi. Kéo hả? Kéo hay đợi? Rồi, thank you em yêu. Mẹ quả parkour siêu đỉnh cao. Ở tạnh mưa đấy. Chứ cứ mưa mưa thường lắm. Đây rồi. Thế này khỏe đấy. Quá khỏe. Leo trèo các thứ. Lại có bầy chim này. Tí nữa chim lại theo mình à? À bay à? Thôi bay thôi. Liệu có cái thùng kia có tác dụng gì không? Đéo nhảy ra mình chết đấy. À rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Hiểu hiểu hiểu.
Ôi dồi, rồi 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 rồi. Nhưng sao phải làm gì? Thôi gãy chân rồi. Nào nào nào, lại nào. Ui ui, trời ơi, tao đến sốc luôn đấy. Ui ui, ngã đầu quá. Ngã đầu quá. Đường này hay đường này? Đường này có gì không? Đường luôn tao mở rồi đấy. Tí nữa có cái gì tao không biết. Không đẩy được. Có cái mũ kìa. À cái mũ kia quen lắm nhỉ. À có hai thằng này. À hai thằng này đi ngược à? Đi ngược có tác dụng gì nhỉ? Đi ngược thì có tác dụng gì nhỉ? Làm nào để hai thằng này dẫm vào cùng cái tờ cái này. Ok. Thế thì tao phải đóng cái này lại. Rồi. Ê. Chỗ này lại tim đập thình thịch rồi. Nó có cái gì mà tim đập thình thịch này? Ôi, trôi xuống dưới này á? Có chết không? Có cái gì hướng cho mình không chứ? Trôi xuống là chết đấy. Ui, quá khỏe. Sao bên này hả? Không đi được trên mái nhà, ta đi tầng dưới. Ôi, bọn này đi cứ như kiểu zombie ấy. Chưa được, không có gì. À rồi 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 rồi. Ok về về. Vãi chưởng, hóa ra là gạt nó là nó dậy. Mẹ bố mày, thế ta không gạt nữa. Ta tưởng nào. Ồ, toàn người bị bắt ở đây này, kiểu nhiều người bị trốn ấy, thế là nó bắt được ấy. Quá khỏi. À
vẫn phải gạt à? À, vẫn phải gạt à? Vẫn phải gạt thì mới có thể chạy qua đấy được. Ông ấy chịu không? Không, thế ra hết cả mình. Có lẽ cần mix thêm một bản nhạc lofi nữa. Nói chung là game thì không phải là thuộc dạng chưa thấy, tôi chưa thấy khó. Có lẽ là sau nó sẽ khó nhưng mà hiện tại là chưa thấy khó. Ơ kìa, chưa biết lịch cơ mà. Tôi phải nghe lời ông. Lên 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 đi đẹp. Kiểu 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 Ủa, kiểu giống cái game gì nhỉ? Đúng đúng đúng, mẹ kiếp, cái này nó à, phải nhảy nữa. Nhớ nhớ. Phải chạy à? Đây rồi, đây rồi. Mày tuổi nha con, tao biết thừa. Cái trò này tao lại lạ lẫm quá. À, kéo 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 chứ, kéo chứ. Đây, đẩy 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 tao qua đây. Hê, cút. Thì mình sẽ dùng cái chỗ này để làm điểm nhấn luôn, xong mình sẽ đẩy cái hộp này trước rồi. Rồi 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 ơ đường 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 anh bạn à, à cái đấy là cái nút à. Đấy là cái nút à?
Thế con này bây giờ phải cho con này xuống. Bây giờ phải cho con này xuống để con này kéo xe lại à? Con của nợ này. Nó rời thế nó không chết luôn đấy. Cả hết hơi rồi. Đoạn này như thế nào nữa? Đoạn này à, Trước trên Goblock hả chú? đang chơi Roblox. Ủa tưởng 11 giờ chú up stream rồi. Game này đang cuốn, đang chi Ăn phụ con chơi game đó. có cái gì mà gánh cái game đấy qua mấy cái màn đầu dễ mà cày dần nó khắc lên, có gì đâu. Mà màn cuối nó khó chú, chơi boss con hình nó mới vui. Thế Màn cuối chụp chưa đánh con boss như là 30-40k máu, xong rồi con boss fallen là như là 60 hay là 70-70k máu gì á. Chơi mấy con sáo rồng mới nổi. Ok. Chơi thế sai, chơi thế chơi lại. Phải trèo lên cái này hả? Thật luôn đấy. Ta tin cái mà ta Discord với chú đi tin tin dởm, mình đọc sai là tin dởm luôn rồi. Đom mà. Đâu nói tin cái ảnh đại diện Discord chú á. Bác sĩ màu xanh xanh đá xanh nước biển cái xanh dữ kìa. Xanh xanh lá cây, xanh lá cây. Để chi dởm mới giữa mà anh đọc sai là dởm. Từ Giỏ dởm. mà, giỏ mà. Bác sĩ giỡn tưởng Thì nó là bác sĩ giỏ mà. Nó giỏ mới dởm thì nó cũng cũng, cũng 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 tương tự nhau thôi, nó không không khác xa là mấy. cả chứ. Không, nó không khác gì nhau đâu. À, cái này hình như là rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu lấy cái này làm gì rồi. Cái này xong tí nữa mình sẽ đẩy cái đấy vào xuống nước đúng không? Rồi, mình sẽ lấy cái này lên cho nó nổi lên. Rồi mình sẽ bám vào cái sợi xích trên này. Rồi, hiểu rồi. Ơi. Chú 27 tháng 10 nhớ mua cục chân nha chú, free á. Cục gì, cục gì? Cục chân á, cái kho block 17k luôn á. Cái cục chân là cái cục gì nhỉ? Chú chưa gặp cái cục đấy nhỉ? Cái đó là cái bull lẹt á, kiểu như là còn cái thân À. hình, nhưng đa phần ta lấy cái chân cục của nó là giá trị nhất đấy chú. À thế à? Chả biết. 17k luôn á, 27k, 27 Khiếp. tháng 10 á, Khiếp. nó mở là free chú. Khiếp. Thế thôi. Mới đặt thế thì thôi. Chân em bé người cháu vô săn đó. Chơi game gì chú? Đang chơi game Game gì cái mát gì á? game không game giải đố, game giải đố mà Game vậy tí đó trên. bây giờ tưởng game gì chiêu chiêu lắm chứ, tưởng game gì chiêu chiêu lắm chứ, lần lắm chứ. Giải đố thì nó chỉ chiêu thì sao, nó có phải là mấy cái game kinh dị đâu. Nếu mấy game kinh dị thì là chịu rồi. Rồi khinh bỉ. Ôi giời.
Rồi, ok. Tới rồi à, đang định nhảy ấy. Đang định nhảy đấy. Nó bắt được nhanh quá. Nhớ nhưng mà có xem đâu, toàn thấy ngồi Discord thì làm sao mà phải có mình lái xe ấy. Sắp tới tầm khoảng mai kia thì chú sẽ give away một cái váy baby doll thì Trở lại cho đi ra con bé. váy baby doll thì nói chung là hôm qua là có một bạn donate cho chú hẳn 75 sao xong bảo chú mua cái váy ấy đi. Từ chết mẹ rồi, có chó rồi. Vậy để cháu đưa cái cho chú mặc mấy mấy màu hồng Hello Kitty nha chú. Ui, ông Hello Kitty chú lại có rồi cơ. Váy Hello Kitty. Hello Kitty á, thế phải donate rồi tiền bằng tiền với lại cái váy, hoặc là chuyển tiền mua váy luôn được. Cháu đưa nó sao cho. Thế nào cũng được, không quan trọng là ui chó, ê, chó nó cắn tao rồi, trời ơi sao nó cắn nhanh thế. Ôi nó cắn nhìn thương thảm vãi lìn. Chơi Arsenal đi chú, bắn nhau cho vui vui xíu. Arsenal á. Arsenal Ui, nó còn xuống cả ao để nó cắn nữa. Trời ơi, chết tôi rồi. Thật luôn. Mày tuổi con đầu. Nó sang hẳn bên này, sang hẳn bên này, sang ở bên này. Ui run vãi lìn. Đây nó phải đợi. Khá buồn. Sao gì buồn, sao buồn nhỉ? Tại vì đang chơi cái game này không xong. Chơi game mà không được cái thú, nghe chưa? Chơi mãi không xong luôn ý. Game nó căng thẳng quá. Chơi game mà không được cay. Chơi game mà không được cay, cay là bạn nghiện game rồi. Quá. Rồi, tuyệt vời. Ô, qua rồi. Mãi mới qua luôn đấy. Trời, sợ hết cả hồn. Ghê đéo chịu được. Bạn chơi game bạn ca là bạn nghiện game rồi. Sao ơi. Trời, rơi gãy chân rồi. Rơi gãy cả chân. Chơi game này xong chơi limbo đi. Thì game này tôi thề với ông 2 tiếng không xong. Lám nào nó không giết mình nhỉ. À đây đây đây, xuống thuyền của nó luôn, xuống thuyền của nó luôn. Đúng rồi. Mày chết thì tao lấy được con thuyền của mày là mày dở rồi.
Đấy, trời ơi. Bên mình đi đâu? Đi đâu? Ngu, ta lấy được thuyền của mày là mày ngu rồi. À, đi xuống hẳn dưới, xuống hẳn dưới. Mình có tàu ngầm mà. Bao giờ á? Bao giờ mà tôi mở lại sự kiện mà kiểu livestream 12 tiếng liên tục ấy thì sẽ chơi Linh quân mình dở Liên Quân hoài chán tướng bo quá mẹ cùng lắm thì chơi quá bí tài ửa đổi tên mới ô nào mở mở lại mở luôn ra khi nào mở lại ra stream 12 tiếng gì chúng ai chuối biết được ai ui ui cảm giác giống kiểu mình đang kiểu mở ra một chân trời mới ấy. khi nào lại stream 12 tiếng Ai biết được trú chưa nghĩ ra ôi ôi hỏng thuyền đến nơi rồi. Hỏng tàu ngầm bé đến nơi. chú Ok, bé bye chú bye nha. đi mấy con vô lại nếu như còn chú Bố chắc tí nghỉ. Lần đầu thấy mấy thứ như này luôn ý. Mẹ cả một thế giới ở dưới lòng biển. Ui, sập sập máy. Ui, à phá cái dưới này đâu, phá cái dưới này đâu. Rồi, thế ta phá hết rồi, cho tôi qua đi. Hỏng hết cả thuyền mà tao còn không đi qua được. Rồi hỏng cả thuyền. Đéo. Thế phải có cái gì nữa chứ, đúng không? Khi nào qua nhưng mà hiện tại thì là đang bây giờ nếu mà muốn đấy là phải sang tận bên này và bơi xuống ai chứ không thể dùng cái qua được phải dùng rồi bơi lên cho đỡ bị ngạt thở ấy lần đầu lại thấy game bị ngạt thở luôn đấy. Rồi. Rồi. Xuống nước có thể ổn, bên này lại gặp lại xuống nước thôi thôi thôi. Giời ơi! Ôi dồi ôi, ba bốn cái này nó dã vào cái mặt cho.
ok, lên rồi, hết rồi. Ui, dã hỏng các cụ rồi mẹ. Công tắc. Ô, ra được ngoài, gần như ngoài rồi đấy. Thấy thiên nhiên phong cảnh hữu tình lắm. Không kéo đâu. Nhưng cuốn kinh nhở. Tại vì sao? Tại vì sao? Là cuốn, tại vì nó dễ. Những cái màn hiện tại của nó vẫn là dễ. Còn nếu mà chẳng hạn mà nó khó chẳng hạn ấy, thì nó sẽ rất là nhanh chán. Nhưng mà đây nó giải đố rất là đơn giản. Cái cảm giác của mình có thể phá đảo được nó và mình nhìn thấy trước tương lai rằng là mình có thể đi đến đâu. Nên là mình nhảy 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 sang bên này, nhảy sang bên này. Cuối cùng vẫn chưa qua được cái map này mà vẫn phải đi lên thêm. Một cái game này 2 tiếng cơ mà. Một game này bọn thấy mọi người chơi, thấy những cái người khác chơi phải 2 tiếng ngồi. Mà mình chơi game này làm gì đã đến 2 tiếng. Ô, bye bye chú con đuổi. Ô, từ nãy giờ vẫn xem live hả? Thôi thì đi ngủ đi, mai đi học. Ô, ô, bây giờ... Con cá hả? Đấy con cá hả? Con gì? Chắc là phải lôi cái máy này sang để lặn tiếp nữa đúng không? Không ngờ máy máy này nó có cái kiểu hay đến thế, lần đầu thấy đấy. À ở xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới rồi mình lên trên rồi, bây giờ mình xuống dưới. Không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được, không được. Bây giờ để con này ở đây trước, để đây, cứ để nó ở đây. Bước ra, bơi xuống. Thôi từ từ đã, rồi nó mẹ nó chết mẹ ở đây thì khổ. Cho nó thở lại. Tắc thở, tắc thở. Nhìn hay nhở. Ôi giời. Ô, có cái con gì? Ôi vãi trưởng, con này nó lao vào nó cắn người. Ôi lần đầu thấy luôn đi. Chó này, chó này. Cút. Để nó bơi qua là ngu cứt, ngu cứt luôn, ngu như con lợn luôn, nhìn nó ghê bó mẹ hề cứt ý. Ô cuối cùng đã qua thoát khỏi bàn nước.